Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ việc hai gia đình hỗn chiến, làm một người nguy kịch, một người bị gãy tay. Đáng chú ý nguyên nhân xuất phát từ chuyện đuổi đánh con chó. Mới đây, ông Võ Thành Nhân, 50 tuổi, đi nhậu về nhà ở đường Vĩnh Phú 38, vườn Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, thì bị con chó nhà ông Võ Minh Thuận, 45 tuổi, ra sủa. Ông Nhân nhặt tấm dáng đuổi đánh con chó, thì bất ngờ ông Thuận lao ra bóp cổ đánh ông Nhân, nghe tiếng la hét hai bên gia đình ra can ngăn. Nhưng sau một lúc lời qua tiếng lại, thì hai gia đình gần 10 người xông vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn loạn, ông Thuận cầm thanh sắt đánh vào đầu anh võ Phan Thanh Hậu, 26 tuổi, con ông Nhân, dẫn đến chấn thương sọ não. Ông Thuận còn đánh anh Dương Ngô Hiếu, 29 tuổi, con rể ông Nhân, bị gãy tay. Hiện công an thành phố Thuận An đã tạm giữ ông Thuận để điều tra. Qua tìm hiểu, ông Nhân và ông Thuận là anh em ruột, nhà ở cạnh nhau và có xích mích từ nhiều năm nay.